Tết đã hết, mùa xuân cũng sắp qua, nhưng đối với gia đình mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Lập, dư âm của ngày Tết vẫn còn hiện hữu đâu đây. Có điều, nhắc đến Tết là nhắc đến nỗi buồn không nói nên lời. Trước khi thông báo điện quà là cũng có cái phấn khởi. Thì em không đi được xe máy thì cũng nhờ anh ở đây là anh em đưa nhau đi thì em lên nhận quà thì là phấn khởi lắm. Và cũng có vợ thì cũng có một đồng viên cho cụ. Bây giờ thì cụ đúng là nằm chẳng biết nói thì nói nhiều câu thì cụ mới hiểu. Thế nhưng hiểu xong lại thôi mà. Nhưng mà con cái là thay cụ là cũng có cái phấn khởi vì là nhà nước có quan tâm đến như thế. Thì là phấn khởi. Thế sau khi nhận thì như nào? Nhận xong hai xuất quà thì như nào? Xong thì là ra thì là các bác ấy lại bảo là xin lại để lại là để ủng hộ thêm những cái gia đình khó khăn hơn. Để chia sẻ cái chỗ đấy nha để cho người khác. Thì là thôi cũng lại dán luôn, không có ý kiến gì cả. Thế nhưng về nhà rồi nghĩ thì nó mới lại về tuổi thân. Người vợ liệt sĩ này năm nay đã ngoài 70 tuổi. Trong căn nhà nhỏ, bà Chiến vẫn chưa quên được câu chuyện đi nhận quà Tết mà Trung ương về trao tặng. Đối với bà, nó thật bi hài và cũng thật khó hiểu. 1.417.000. À, tôi là vợ liệt sĩ, tôi là người có công. Thế nhưng mà tôi chưa hưởng cái gì ở đây cả. Cho nên là cái hôm đấy là cán bộ xã Liêm Sơn là nhận là cho tôi là gia đình liệt sĩ, nhưng mà gia đình chính sách nhưng khó khăn. Thế là cho tôi là ông Mai Xuân Dũng là lên trao quà ở trên cái chỗ huyện đấy, Vĩnh Liêm đấy, là trao cho một cái phong bì, là trong đó là có một cái thư chúc Tết mới lị 1.000.000 đồng. Thế thôi, còn về sau là cái ông dẫn chương trình của huyện Vĩnh Liêm ấy, là ông ấy bảo là cán bộ xã, cán bộ công chức của xã là lên nhận cái quà lần thứ hai, là cái quà lần thứ hai là của văn phòng chính phủ gì đấy, thì là lên nhận cái đấy. Thì cái chị thương binh xã hội ở dưới xã Liêm Sơn ấy, thế là chị cũng đưa cho chúng tôi. Thế nhưng mà đến lúc ra cổng thì chị bảo là thôi cho cháu xin lại để cháu về là cho những người nghèo khác nữa. Đây chỉ là hai trong số 6 hộ gia đình chính sách ở xã Liêm Sơn được trao quà tặng dịp Tết do huyện Thanh Liêm tổ chức. Theo người dân, ngày 11 tháng 2, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ trao tặng quà cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã gặp gỡ, thăm hỏi sức khỏe và trao 200 suất quà Tết của cơ quan Văn phòng Chính phủ và của gia đình đồng chí Mai Tiến Dũng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trong huyện. Nhưng không hiểu vì sao, sau khi đoàn Văn phòng Chính phủ rời đi, cán bộ địa phương lại thu lại 1/2 số tiền quà tặng, tương ứng 1.000.000 đồng một hộ. 250. Đã bộ trưởng đã trích của gia đình ra mà lại để tặng cho các hộ đấy như thế. Thế mà lại cần thu lại nữa thì rất bức xúc. Thừa nhận có sự việc ngay sau khi các gia đình chính sách xã Liêm Sơn nhận được 2 suất quà, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng, thì xã đã thu lại của mỗi gia đình 1 suất quà. Xong, đại diện cán bộ xã Liêm Sơn lại cho rằng nguyên nhân là do phát nhầm. Tôi lại có công việc, tôi lại gọi nghe điện thoại thì tôi cũng không hiểu, cũng không nghe rõ, thì tôi lại trực tiếp lại tôi cứ nghĩ là mỗi người được 2 suất, được 2 cái phong bì thế, tôi lại trao luôn cho họ. Thì sau đó huyện chỉ đạo lại cho chúng tôi là 6 cái suất sau này thì lại trao cho 6 đối tượng khác có hoàn cảnh cũng khó khăn như thế. Thì tôi ra ngoài chỗ lán để xe tôi xin lại, thì chỉ sau đó kết cục là chỉ mỗi người chỉ có 1 suất quà là gồm có 1.000.000 thôi, chứ không phải là được 2.000.000. Ngược lại với lời của cán bộ xã Liêm Sơn, gia đình liệt sĩ này lại khẳng định họ nhận đầy đủ 2 suất quà trị giá 2.000.000 đồng. Chồng tôi là liệt sĩ, cô thì làm tập, thế là họ cho 2 suất thì 2 công
bì, một cái hôm giờ là của ông Mai Tân Dũng ấy, một phong bì, cái nước thì ở văn phòng chính phủ, một phong bì là 2, đầy đủ là mỗi một cái phong bì là có 1 triệu, thì là bảo là riêng nhà ông ấy là cho 1 triệu, thế còn là của văn phòng chính phủ 1 triệu. Thế thì tôi cũng rất cảm ơn là văn phòng chính phủ mới lại nhà nước đã quan tâm đến gia đình hộ nghèo mới lại gia đình chính sách. Chưa biết trong câu chuyện này ai đúng, ai sai. Thế nhưng với cách làm của cán bộ xã Liêm Sơn thì những gia đình chính sách ở đây đang vô cùng bức xúc. Còn lãnh đạo xã thì chưa thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng. Anh có trách nhiệm gì không ạ? Khi mà anh là dẫn đầu đoàn thì anh thì cán bộ của anh lại trao nhầm như thế. Thế xong rồi lấy lại người dân, làm người dân người ta phải thắc mắc, người ta phải dẫn như thế thì trách nhiệm của lãnh đạo xã thế nào ạ? Đã 2 tuần từ ngày sự việc diễn ra ở huyện Thanh Liêm, giờ đây gia đình liệt sĩ này chỉ mong nhận được lời giải đáp cho câu hỏi vì sao quà trao rồi lại thu lại từ chính quyền huyện Thanh Liêm và tỉnh Hà Nam.